Thưa quý vị, trở lại với vấn đề mà bệnh tật thương tật đó, thì chắc muốn nhấn mạnh đó là Social Security chúng tôi đó chỉ chấp thuận những hồ sơ nào mà quý vị tình trạng quý vị đó bị nặng và không thể đi làm từ 1 năm trở lên và cái tình trạng bệnh tật có thể dẫn đến tử vong, chứ không phải là mình đi không đi làm được trong vòng mấy tháng. Thì đó là không phải đối với những chương trình của chúng tôi. Quý vị nên xin vào chương trình của tiểu bang đó, riêng tại California quý vị xin với EDD, chẳng hạn như là các phụ nữ mang thai hoặc là mình trật trưng, trật tai bị này nọ đó, thì bác sĩ nói ồ, một vài tháng không đi làm được, 6 tháng không đi làm được, thì cái đó không phải là Social Security quý vị nhé. Quý vị phải không thể đi làm được ít nhất 1 năm trở lên, thì quý vị mới có cơ hội được chúng tôi chấp thuận nhé. Thì làm sao để nộp đơn? Cách tốt nhất, nhanh nhất, giản tiện nhất là làm trên mạng. Quý vị vào socialsecurity.ssa.gov, bấm vào cái nút Apply cho Disability, hoàn tất hồ sơ trên mạng. Chúng tôi sẽ liên lạc nếu cần thêm những chi tiết nào nhé. Nếu vì lý do nào đó mà chúng tôi cố gắng kêu gọi quý vị vẫn không muốn làm trên mạng, thì quý vị có thể gọi điện thoại với chúng tôi để làm một cái hẹn, vào văn phòng chúng tôi sẽ phỏng vấn. Cái số điện thoại là 800 772 1213. Số điện thoại của chúng tôi là số 1800 772 1213. Và cái cách thứ ba là cuối cùng đó là quý vị đến thẳng vào bất cứ một cái sở an sinh xã hội nào tại địa phương, thì vào đó thì chúng tôi sẽ làm cái hẹn và giúp đỡ quý vị làm thủ tục để xin tiền thương tật, bệnh tật, và tất cả đều là hoàn toàn miễn phí. Quý vị đừng ngần ngại, nếu mà mình có trong trường hợp này, lập tức liên lạc với chúng tôi, làm trên mạng, gọi lấy hẹn hoặc là vào các sở an sinh xã hội địa phương để làm hồ sơ càng sớm càng tốt. Tại sao mà mình phải làm hồ sơ càng sớm càng tốt? Thưa quý vị, chúng tôi rất là nhiều hồ sơ, thành ra mình phải làm nộp vào đó chúng tôi mới giải quyết mới kịp. Thông thường thưa quý vị, một cái hồ sơ bệnh tật tàn tật đó mất khoảng chừng 3 tới 5 tháng mới có cái quyết định của hội đồng y khoa. Tại sao nhiều người nói tại sao mà lâu quá vậy, tôi bệnh quá mà bây giờ chờ tới 3 4 5 tháng mới có quyết định mà cũng chưa biết là có được hay không mà phải chờ 3 4 5 tháng mới có kết quả. Thưa quý vị, cái thời hạn lâu dài bao nhiêu đó nó tùy theo nhiều yếu tố. Thứ nhất đó là quý vị đó có cung cấp cho chúng tôi đầy đủ hay không, và chúng tôi có cái tình trạng sức khỏe, cái bệnh của quý vị như thế nào, bệnh nặng hay bệnh nhẹ. Chúng tôi có thu thập được cái hồ sơ bệnh, cái medical record, cái hồ sơ bệnh của quý vị đó, từ các bác sĩ, từ các bệnh viện đó, họ có gửi cho chúng tôi kịp không? Nhiều bác sĩ rất là nhanh, nhiều nhiều bác sĩ, nhiều bệnh viện họ cứ từ từ họ mất cả mấy tuần cả tháng họ mới chịu gửi. Thành ra đó là cái ngoài cái sự kiểm soát của chúng tôi. Và cách thứ ba đó là hầu hết chúng tôi có gửi quý vị đi đến những văn phòng bác sĩ do chúng tôi chỉ định để mà khám bệnh. Thì có nhiều quý vị lại không đến hoặc là trì hoãn, thì cái đó sẽ kéo dài cái thời gian hồ sơ của quý vị thôi nhé. Và cuối cùng đó là ngay sau khi mà mình, ngay cả khi đã có quyết định rồi, thì có nhiều khi chúng tôi lại gửi lên một cái văn phòng tái duyệt một lần nữa, nó gọi là cái quality review, là cái văn phòng đó họ sẽ xem lại cái quyết định của cái văn phòng dưới có đúng hay không. Nhiều khi văn phòng dưới từ chối nhưng cái văn phòng trên sau khi họ review, họ xét lại đó, họ là chấp thuận hoặc là ngược lại. Thành ra có nhiều yếu tố khiến cho cái hồ sơ nó kéo dài từ 3 tới 5 tháng đó quý vị. Có thể nhanh hơn, có thể là lâu hơn, tùy theo những yếu tố mà Jack vừa nói. Nhưng mà đối với quý vị nào mà có những
cái bệnh rất là nặng, chẳng hạn như là quý vị chẳng may có bị ung thư trong cái giai đoạn cuối, hoặc là những cái bệnh nào mà nó rất là hiển nhiên, chẳng mình bị stroke, bị đột biến hay là những cái gì đó, hay là những cái bệnh nào mà trong chúng tôi biết là những cái bệnh hiểm nghèo mà có thể gây đến tử vong đó, thì chúng tôi sẽ ưu tiên hàng đầu và giải quyết những cái hồ sơ đó thật là nhanh, là giải quyết trước những cái hồ sơ mà đang tồn đọng lại. Thì quý vị nào mà có những cái bệnh đó đó thì quý vị sẽ được ưu tiên giải quyết, quý vị không có ngại vấn đề đó nhé. Sau khi quý vị mà nhận tiền bệnh tật disability rồi đó đó, thì có nhiều người cũng muốn biết thì cái tiền đó có bị giảm hay không nếu mà tôi nhận tiền worker comp, tiền bồi thường tai nạn lao động đó, hoặc là tôi đang nhận tiền disability, tiền bệnh của tiểu bang, thì có ảnh hưởng gì với tiền của Social Security hay không? Thưa quý vị, cái đó cũng tùy theo trường hợp, nhưng mà thông thường là có. Nếu quý vị mà được nhận tiền bệnh của Social Security đó, mà quý vị có nhận tiền bệnh của tiểu bang, hoặc là quý vị có nhận tiền worker comp, bồi thường tai nạn lao động, thì chúng tôi lúc nào cũng kêu gọi quý vị nên thông báo và nộp cho đủ những chi tiết. Và hầu hết thông thường đó quý vị, là tiền Social quý vị sẽ bị giảm đi, cho tới khi nào cái tiền bệnh của tiểu bang hoặc là cái tiền của worker comp nó không còn nữa, thì chúng tôi mới tiếp tục trả đầy đủ cái tiền cho quý vị nhé. Rồi, có người hỏi, tôi bị bệnh nặng lắm, 2-3 năm trước, 3 năm trước, nhưng mà tôi không có sinh vì lý do nào đó, nhưng bây giờ tôi mới sinh, nhưng mà tôi bệnh lâu lắm rồi. Thì bây giờ tôi muốn trả lại 3-4 năm về trước từ lúc tôi bệnh đó, có được không? Thưa quý vị, không. Chúng tôi chỉ có thể trả hồi lại quý vị theo luật ấn định của chính quyền liên bang là 12 tháng mà thôi. Chẳng hạn bây giờ mình là tháng 6 của 2015. Quý vị bị bệnh từ 3-4 năm trước và hồ sơ bệnh án quý vị có để như vậy, và hội đồng y khoa của chúng tôi cũng xác nhận là quý vị bị bệnh lâu rồi, nhưng mà chúng tôi không thể nào trở lại trả cho quý vị 3-4 năm trước được, mà chúng tôi chỉ trả cho quý vị 12 tháng từ cái ngày quý vị nộp đơn. Chẳng hạn quý vị nộp đơn là tháng 6 2015 thì chúng tôi chỉ trả lại từ tháng 6 2014 mà thôi, chứ không thể nào trả trước hơn đó được nha quý vị. Cho nên nếu quý vị có bệnh tật, thương tật gì đó, đừng do dự, đừng ngần ngại, đừng chờ, nộp đơn càng sớm càng tốt nha quý vị nhé. Rồi, một số người cũng hỏi là bây giờ tôi đang nhận tiền của Social Security, tiền disability đó, là tôi bị bệnh tật tôi đang nhận tiền đó, bây giờ tôi mới 40 mấy 50 mấy, thì sau này khi mà tôi được tới cái tuổi hưu trí đó thì sao, tôi lãnh thêm tiền hưu trí hay thế nào? Thưa quý vị chỉ nhận một loại tiền thôi nhé, hoặc là tiền hưu hoặc là tiền bệnh. Nếu những quý vị nào mà đang nhận tiền bệnh của Social Security đó, thì quý vị cũng biết là cứ vài năm chúng tôi sẽ tái xét hồ sơ một lần. Nếu quý vị vẫn còn bệnh thì chúng tôi sẽ tiếp tục trả tiền. Nếu quý vị tiếp tục nhận tiền cho tới cái tuổi hưu trí đó, thì tới 66 tuổi là tự động chúng tôi chuyển qua cái tiền hưu trí và quý vị tiếp tục nhận cái số tiền đang nhận, chứ không có phải nhận thêm cái tiền hưu trí nha quý vị nhé. Tự động chúng tôi sẽ đổi qua cái danh xưng từ tiền bệnh qua tiền hưu, nhưng mà số tiền nó vẫn như vậy chứ không có gì khác nhé. Chắc rất là cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian theo dõi chương trình của Social Security ngày hôm nay. Chúng tôi cố gắng sẽ cập nhật những chi tiết gửi đến quý vị, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn.